Ơi, em chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay đi bắt xe đêm, bắt một con rắn siêu khổng lồ các bác nhìn đâu. Đó. Đó, tay em này. Đó. Đó, con rắn này. Đó. Các bác nhìn đâu, con đầu con rắn này. Trong điện thoại nó bé này thôi nhưng mà ngoài đời nó to lắm, mấy mét các bạn. Nhìn cái mắt của nó này. Đợi cho các bác. Đợi. Xem thả ra mặt nó này. Tao dịu đi. Đấy, nó không có quậy này các bác. Nó quấn vào tay em này. Đấy, quậy này, nó quấn vào tay em này. Ý. Các bác nhìn đâu. Đấy, nó quấn vào tay em này. Con rắn này nó quấn vào tay em, nó quấn luôn tay em luôn nhá, đã không có bao rồi. Đây, các bác thấy clip của em hay ủng hộ và like cho đăng ký kênh cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé.